Xin chào các bạn, ngày hôm nay Linh Trang sẽ cùng các bạn tìm hiểu về dòng sản phẩm bề sửa nhà tắm Copman 2 bóng thổi gió nóng. Và một bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm một đèn sửa nhà tắm. Và các bạn nên nhớ là khi mà chúng ta mở hộp sản phẩm ra thì đèn sửa nhà tắm luôn luôn được bảo vệ bởi hai miếng xốp rất là chắc chắn và cố định. Bộ sản phẩm này thì sẽ bao gồm cả một phiếu bảo hành. Và dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm Copman 2 bóng thổi gió nóng này sẽ được bảo hành trong thời gian là 3 năm. Một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng, thanh treo ốc vít để các bạn có thể lắp đặt đèn sửa nhà tắm. Như các bạn nhìn thấy ở đây thì sản phẩm đèn sửa nhà tắm này sẽ được kết cấu gồm có hai bóng sửa ở hai bên và chế độ thổi gió nóng ở giữa. Ở bên dưới này thì sẽ là bộ công tắc. Và các bạn lưu ý là bộ công tắc này luôn luôn có nắp đậy để chúng ta có thể bảo quản và nước sẽ không thể vào được với bộ công tắc này. Bộ công tắc của sản phẩm đèn sửa nhà tắm Copman 2 bóng thổi gió nóng này bao gồm có 3 công tắc. Công tắc thứ nhất để chúng ta có thể mở nguồn hoặc tắt nguồn của sản phẩm đèn sửa nhà tắm. Công tắc thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng cho hai bóng đèn. Với công tắc thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng cho hệ thống thổi gió. Hai công tắc cuối là chúng ta sẽ có hai chế độ cho chức năng thổi gió nóng, bao gồm có hai chế độ thổi gió nóng. Và sau khi mà chúng ta sử dụng xong thì chúng ta chỉ cần tắt nguồn của sản phẩm đèn sửa nhà tắm. Và các bạn lưu ý là trong khi sử dụng hay là khi sử dụng xong thì các bạn nên đóng nắp của bộ công tắc này lại để có thể bảo quản đèn sửa nhà tắm này một cách tốt nhất. Bóng của sản phẩm đèn sửa nhà tắm thì luôn luôn chịu nước và có thể chống nổ nữa. Việc lắp đặt của dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm này cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần tắt vít để cố định thanh treo ở trên tường, sau đó là lắp đèn sửa nhà tắm treo lên trên thanh treo này và nó sẽ rất là cố định và chắc chắn. Dòng sản phẩm đèn sửa nhà tắm này có giá là 1.340.000 đồng. Và các bạn lưu ý là chúng ta chỉ nên mua sản phẩm đèn sửa nhà tắm tại các đại lý và website chính hãng của tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han để có thể có về cho gia đình mình một sản phẩm với chất lượng tốt nhất và các bạn cũng có thể mua hàng một cách yên tâm nhất. Tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han, hàng chục triệu người Việt tin dùng.